Mến chào đại gia đình, mình chúc cho cả nhà một ngày mới được nhiều an vui. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến cả nhà cái cách mà mình thường nấu nước ngọt đó, nấu bằng rau củ quả ở nhà có sẵn. Rất là đơn giản, mình mời cả nhà cùng làm với mình cho vui. Đây là những cái rau củ mà mình dùng cho nấu nước ngọt nè cả nhà. Thì ở đây mình có 200g củ cà rốt, rồi 200g khoai tây thì nó là khoảng một củ. Cái này là cái gốc của cải bông xanh đó cả nhà. Thì mình lấy hai gốc thì cũng 200g đó. Đây là cái bông xanh này. Mình lấy cái gốc. Rồi một cái củ tỏi khoảng 50g. Nếu mà cả nhà không muốn dùng tỏi thì mình không dùng cũng được. Ở đây là một cây barô là 100g, 50g ngò. Rồi cái này là nấm đông cô tươi nè cả nhà, thì khoảng 100g. Rồi hành củ là 200g. Thì mình sẽ để vô khoảng 4 lít nước. Mình hầm cho từ 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng. Rồi bây giờ mình sẽ đem qua để vô cái nồi mình hầm. Trước khi để vô nồi thì mình để khoảng 2 muỗng canh dầu vô nồi. Rồi mình mới để tỏi vô trước. Tỏi thì bây giờ mình sẽ xẻ đôi ra. Cái củ tỏi mình xẻ ra làm đôi vậy nè. Hồi nãy mình cho vô là một muỗng canh muối, bây giờ mình cho vô một muỗng canh bột nêm chay. Mình dặn lửa lớn lên cho nó sôi, xong rồi mình sẽ hạ xuống, mình hầm từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng nha cả nhà. Mình nhìn thấy cái nồi súp cái ngon quá, nó đủ vị trong đây nó thơm. Nhất là nó có ngò trong đó đó, thơm quá. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại để cho nó sôi. Ơi, súp mình hầm 2 tiếng rồi cả nhà ơi, bây giờ mình tắt lửa để nó nguội. Rồi mình sẽ vô ngăn. Mấy cái nấm này là cả nhà lấy ra xào sơ lợi ăn rất là ngon. Nước súp thơm lắm cả nhà. Xong rồi bây giờ mình mới lượt qua bên cái rây nè cả nhà. Nước súp rất là thơm. Mình có để lại một mớ rau củ mình ăn nè cả nhà. Nó còn rất là ngon. Nước súp nó nguội hết. Cái mình đem mình để vô cái ngăn như thế này nè. Cái mình để trong ngăn đá. Rồi khi nào mình cần nấu phở hay nấu hủ tiếu hay là nấu canh đó, thì mình đem ra mình xả đá. Ăn rất là ngon. Mà những cái rau củ quả này nó ra nước ngọt nhiều lắm cả nhà. Hôm nào có thời gian cả nhà mình nấu xong rồi để dành trong tủ đá đó, rồi mình xài lần lần. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video. Mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an vui trong cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại lần sau.